sầu riêng, nhưng em không bán tình duyên. Dù cho mơ thắm môi hồng, sầu riêng chan chứa bên lòng, thì xin đừng nói tiếng yêu thương. Sầu riêng cớ sao không bán tình duyên, rồi mai đây cánh xuân tàn em có còn để bán sầu riêng. Anh đâu có trêu ghẹo gì đâu. Anh muốn hỏi em đi bán sầu riêng, sao tình duyên em không bán, có tâm sự gì thầm kín? Em chỉ là cô gái bán sầu riêng, tìm kế mưu sinh tháng ngày. Nếu khách thương tình đã ghé quán cô đơn, em mời khách mua giùm một trái sầu riêng. Sầu riêng là mua luôn tâm sự, mua cả cuộc tình đeo đuổi bấy lâu nay. Khách mua làm chi duyên kiếp u hoài, rồi nhan sắc này tàn phai. Vậy em khuyên ai đừng đợi đừng chờ, coi chuyện duyên tình như một giấc mơ. Liên ơi, trong lúc em xem chuyện tình của tôi như một giấc mơ, thì hình bóng của em tôi lại tôn thờ trọn đời trọn kiếp. Cũng bởi từ khi mới bước vào yêu, tôi đã chọn em làm người tình lý tưởng, sao em không cùng tôi đi suốt một con hành. Tôi chưa từng cô đơn nên sợ tình gián dở, chưa lần lỡ hẹn hò nên ngại tiếng tư ly. Thương em đầu mùa cây mới trổ hoa, và chờ đợi một mùa yêu chín mồng. Tôi mãi làm kẻ ôm hình tưởng bóng, để nhiều đêm mơ màng thầm gọi tên nàng. Ngay từ buổi đầu khi quen biết với anh, em định sẽ có ngày nói lên sự thật. Sự thật đời em mang nhiều chua chát, nhưng gặp anh rồi em không nói được thành câu. Liên ơi, tôi cũng đón tâm tư của Liên mang nhiều thần kinh, mà hiện tại đau buồn đã dây khổ tim đơn. Em mới chọn nghề bán sầu riêng, mong gửi gắm nỗi niềm qua bài ca sầu. Mà tôi là khách chung tình, muốn chia cay sẽ đắng, bởi quán lạnh cô đơn chưa ấm lửa đêm trường. Hoàng ơi, thôi đừng nhắc chuyện tình duyên, đầu mùa hoa trái xin nhẹ tay đừng bẻ hai. Tôi biết anh mơ một ông tình chính, chứ thèm khác gì hương vị
xin từ biệt anh Hoàng nghe. Khoan Liên, anh còn muốn nói gì? Anh muốn nói rằng gặp em hôm nay, anh muốn nghe những lời dứt khoát, chứ anh không muốn sống trong hồi hộp đợi chờ bằng ảo ảnh của một giấc mơ Liên à. Anh Hoàng, theo tôi nghĩ thì giữa tôi với anh chẳng có gì phải dứt khoát. Vì... vì chẳng bao giờ em đối hoài đến tình cảm của anh, có phải vậy không Liên? Anh Hoàng, anh thì... anh chỉ nghĩ rằng em chẳng bao giờ đối hoài đến tình cảm của anh. Nhưng suốt mùa sầu riêng có cô quán nhỏ bên đường, băng buồn em là người bận thiệp, chẳng qua là vì nghề nghiệp. Anh biết rằng đâu phải chỉ riêng anh mà chung cho mỗi khách hàng. Sao em mỗi lần nhắc đến chuyện hôn nhân thì em lại buồn? Em hẹn hết ngày này rồi sang qua ngày khác, chẳng có một lần nào em trả lời cho dứt khoát. Tình anh với em không xứng đáng, em muốn khất từ mà chẳng dám nói ra vì ngại ngùng một chút ơn xưa. Có phải vậy không Liên? Không, không phải vậy đâu anh Hoàng. Vậy thì tại sao em bắt anh năm tháng mỏi mòn chờ đợi khi muốn cùng em trao đổi cuộc tình? Cứ mỗi mùa khi chín trái sầu riêng, khi lòng chờ đợi cũng mỏi mòn theo năm tháng. sầu riêng
dù chưa trao câu tình chàng ý thiết, nhưng anh là thiên thần cám dỗ tơ duyên, có phép diệu quyền làm hồn em sao xuyên. Có nghĩa là em đã phủ nhận tình tôi. Có phải em bảo tôi phải kiên nhẫn đợi chờ và nuôi hy vọng, có phải vậy không em? Hạ Liên, Em chỉ sợ thời gian kéo dài đằng đằng, tìm mọi cách để quên em, thà đau đớn một lần hơn lão hoài trong kiếp. Vì sao tâm sự riêng em như mang nhiều bi đát, chẳng có lần nào em chẳng thật kể tôi nghe. Có trở ngại nào đã làm ngắn cách đời ta, sao em không nói để anh tìm phương giải quyết? Anh là một gã con trai mang nhiều nghị lực, mà nay phải đành khuất phục trước tình. Thể xác này em đã bán từ lâu. Liên, em nói như vậy có nghĩa là... Thôi, anh đừng hỏi gì thêm. Em đã mềm yêu quá nhiều rồi. Chồng ơi, em là người phạm tội. Liên, em nói gì? Em vừa nói gì vậy, hả? Không, em không nói gì. Liên, Liên!